Quýnh Nha xin kính chào tất cả mọi người. Mới đây thì mình có cập nhật được một cái thông tin từ mẹ của nàng Angola, nàng thơ của ông Thích Chân Dài. Và người mẹ này đang tìm đủ mọi cách để mà đưa con của mình về. Trong khi đó thì cái nàng Angola này lại từ cha từ mẹ, từ luôn cả gia đình. Nói chung là một mực nhất mực vẫn đội thầy lên đầu. Mà cũng hay ha, không biết ông thầy này ổng có cái chiêu trò gì, cái chiêu thức gì mà làm cho cái ả này mê muội lú lẫn đến như vậy. Mà thực tế thì một cái người còn trẻ giống như cái nàng Angola này tất yếu rằng là không có phải vì yêu thương mà đến đâu. Mà chắc hẳn ở trong đây có cái mấu chốt về những cái lời hứa sẽ cho tiền, cho nhà, cho cửa, đề huề của ông Thích Chân Dài. Nói chung ổng cũng lấy tiền tài của cải của ổng ra là một cái mồi nhử để mà ổng câu những cái con mồi. Nhưng mà phải tỉnh táo lên, chứ một cái người mà dày dặn kinh nghiệm giống như cái ông Thích Chân Dài thì ắt hẳn rằng là dễ gì mà tài sản của ổng đưa hết cho nàng Angola được. Tại vì ổng có 4 bà vợ lận, bà nào cũng đòi trăng sủng hết trơn á, cho nên rằng là tiền bạc thì cũng phải chia. Mà bà cả thì còn sờ sờ đó, nắm mọi quyền hành. Thì tất yếu rằng là nàng Angola cũng chỉ là con chốt thí cho ông Thích Chân Dài mua vui thôi. Còn cha còn mẹ là còn tất cả. Mất cha mất mẹ là cuộc đời nó lên đên dữ lắm. Cho nên phải tỉnh táo lên đi nàng Angola ơi. Quay về với cha với mẹ đi. Ăn cơm nhà nó vẫn hơn là ăn cơm của cái ông Thích Chân Dài kia. Trời ơi, một lần mà những 3-4 bà vợ thì làm gì nàng Angola có cửa. 1-2 đồng mà ông ta chuyển khoản nó chỉ qua rằng là những cái đó giống như là tình phí ông trả cho thôi. Đừng có ảo tưởng nữa, về với cha với mẹ đi trời. Thiệt sự luôn, không còn cái từ nào để mà diễn tả với cái nàng Angola này. Ta nói bị thị phi biết bao nhiêu là điều từ khi cặp kè với cái ông Thích Chân Dài này mà vẫn chưa thể nào mà tỉnh ngộ được. Thì công nhận rằng là cái nước thần nước thánh của cái ông Thích Chân Dài này nó mạnh quá. Mà nghe đâu cái thông tin á là cái ông Thích Chân Dài này ông tẩu tán tài sản cho ai đâu không à. Chứ nàng Angola hổn rày có được miếng đất hay là biệt thự hay là villa nào chưa. Chứ nghe đâu là không có siêu tớt rồi đó. Chuyện này nó giống như là tỉnh thất bồng con vậy đó. Có khi nó còn hơn tỉnh thất bồng con luôn đó quý vị. Chung quy tóm lại là những cái câu chuyện khủng khiếp như thế này thì không phải không không khơi khơi, mà có quá là nhiều người người ta lên án đến như vậy. Cho nên bây giờ còn trẻ thì mau mau nghe lời cha mẹ mà về với cha mẹ. Chứ ta nói một ngày nào đó mà lỡ thầy mà sa cơ thất thế, hoặc là trong tay của thầy mà không còn cái gì, hoặc là thầy không thực hiện được cái lời hứa với nàng Angola thì coi như là xong đời rồi. Cái câu chuyện của tỉnh thất bồng con Diễm My là một cái trường hợp vô cùng là đặc biệt và hy hữu. Nhưng mà đến tại thời điểm bây giờ thì chúng ta lại thấy cái sự việc đó nó đang diễn ra luôn. Nhưng mà phải công nhận một điều rằng là nếu như cái người mà người ta tu hành thật sự, người ta sẽ dạy cho những cái vị Phật tử biết được rằng là mình có làm gì đi chăng nữa, mình có kính ai cỡ nào đi chăng nữa thì cái người đầu tiên mà mình phải kính là cha là mẹ của mình. Nhưng mà ở đây á, một cái người có thể là từ bỏ hết tất cả mọi thứ, từ bỏ luôn cả gia đình của mình. Cha mẹ là cái người sinh thành ra mình để mà chạy theo thầy thì cũng đến nể luôn. Một cái người cũng được nhiều người biết đến chứ. Hồi trước khi mà bước chân vào trong cái động của thầy á, thì cái nàng Angola này cũng được nhiều người quý mến lắm. Nhưng mà không biết vì sao và tại sao một cái người như vậy cũng có sự hiểu biết mà lại bị thầy dụ, thầy dẫn dắt, mà dẫn dắt đi theo một cái chiều hướng mà ta nói rằng là không biết đâu là đâu và cũng chả biết mình là ai.
bị người ta lên tiếng quá trời, người ta nói quá trời, người ta khuyên nhủ quá trời, mà cuối cùng rằng là cũng bỏ cha bỏ mẹ để mà chạy theo thầy. Mà nói chung thì thầy giàu quá, cho nên các nàng thơ thì cũng tham. Tham quá thì cứ dí vào một cái ông giống như ông Thích Chân Dài thôi. Chứ 60 mấy 70 tuổi rồi thì mê cái kiểu gì, đúng không quý vị? Nên giờ cha mẹ tìm thì mau mau về nhà đi, chứ cha mẹ đang rất là trong. Còn ông Thích Chân Dài thì thật sự giờ cũng điêu đứng dữ lắm. Mới vừa đây thì mình có xem được một cái bức ảnh khá là bất ngờ. Và trong cái bức ảnh này là ông Thích Chân Dài đã từng chụp ảnh với một người mà ở đây tất cả chúng ta đều biết, đó chính là Sư Minh Đạo. Ở một cái địa phương thì tất yếu rằng là những cái người mà tu tập á, họ sẽ biết về nhau khá là nhiều. Và một cái người có tiền thì chắc chắn rằng sẽ có quyền. Cho nên cái vấn đề mà ông Thích Chân Dài trên trướng của Sư Minh Đạo, đó là một cái lẽ khá là bình thường. Ông Thích Chân Dài thì hô mưa gọi gió gì cũng được, tại vì nhiều tiền nhiều bạc, của cải đề hùy, muốn sai bảo ai cũng được. Còn đối với thầy Minh Đạo thì là một nhà sư nghèo, còn phải nuôi biết bao nhiêu là chú tiểu nữa, đâu có biết đến cái khái niệm bòn của bá tánh đâu. Cho nên bị vùi dập đó là cái lẽ đương nhiên. Và Sư Minh Đạo cũng không phải là cái người giác trên mình những cái đồ hàng hiệu, ví dụ như là đồng hồ mấy trăm triệu, gần cả tỷ bạc, hay là những cái đôi giày hàng hiệu, hay là đi siêu xe. Mà tóm lại thì thầy Minh Đạo cũng không có cần những cái điều đó nữa, tại vì thầy đã xác định rằng là khi mà đã buông bỏ hết tất cả mọi thứ thì thầy sẽ ẩn tu rồi. Cho nên những cái người mà đang gieo nghiệp cho thầy hoặc là làm những cái chuyện không hay đối với thầy thì ắt hẳn là nghiệp nó cũng sẽ trổ, và bây giờ nó trổ đề huề rồi đó. Mọi người cũng thấy rõ rằng là biết bao nhiêu người người ta lên tiếng, người ta tố cáo. Nhưng mà vẫn có một số người thì vẫn binh vực, vẫn nói rằng là trời ơi, thầy Thích Chân Dài của tôi thế này thế kia. Hoặc là những cái người mà đang trong cái chế độ được gọi là bòn của bá tánh mà vẫn có nhiều người bên vực thì cũng chịu thôi quý vị. Thì bây giờ họ đang lú rồi, họ đâu có hiểu được cái vấn đề hiện tại bây giờ họ đang rơi vào một cái động mê cung. Mà cái mê cung này thì nó ngoằn ngoèo dữ lắm, nói chung là dẫn dắt đi hết đầu này đến đầu kia, và cuối cùng khi mà nhận ra thì cũng là cái lúc mà thân tàn ma dại, không còn gì trên người nữa hết. Và những cái câu chuyện như thế này thì mình cũng đâu phải là những cái người mà nói để mà mình được bất kỳ một cái lợi ích nào, mà mình thấy những cái sự việc nó quá là nhiễu nhương, và những cái câu chuyện như thế này thì cần phải nói ra để mà biết đâu nó sẽ là một cái bài học, một cái sự cảnh tỉnh cho rất là nhiều người đang tu tập hoặc là có con em đang muốn tu tập. Vì nó giống như là một cái hệ lụy vậy đó. Chứ thực tế là một con sâu là nó làm rầu nồi canh. Còn có rất là nhiều người họ tu hành, họ xuất phát từ cái tâm của mình, nó vô cùng là hướng thiện. Và những cái người đó thì ắt hẳn rằng là sẽ được nhiều người trân quý lắm. Và những cái câu chuyện mà bè phái ở phía bên trong thì chúng ta nghe thôi thì cũng đã cảm thấy rùng mình rồi. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mến chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Yeah, cuối cùng.